Rồi, ngày mới mình xin chào cả nhà nha. Chiều hôm nay hai mẹ con mình đi ra cắt môn. Cắt môn làm làm dư môn. Nào giờ nhà mình chưa làm. Nay mẹ mình tập làm thử coi, không biết có thành công không. Môn này là môn ngọt nha các bạn. Đây, cách phân biệt môn ngọt thì cái chỗ này nó có một cái chấm màu nâu nâu vậy nè. Và cái màu của nó sẽ sậm hơn. Môn ngứa thì nó sẽ màu nó sẽ xanh tươi hơn, và ở đây nó không có màu nâu. Môn nó ăn vô thì ngứa lắm. Vậy môn ghê ghê không? Môn này bà Tư trồng nè. Đó, cái chuồng vịt của ông Tư bên kia. Giờ mình ở ngoài đây nước không à. Giờ mình phải đợi phải bơm ra hoặc là đợi cho nó cạn mới làm được. Nước quá trời nước. Đây chứ là cái chỗ này chủng này nó sâu lắm. Trước mình bơi xuồng bơi ghe trong đây được nè. Lúc trước chưa có làm cái bờ kè này, cái bờ dùng. Con ngứa mà nó làm ấy mà ăn ngon hơn cái bông ngọt. Để mình làm bông ngọt trước đây. Các bạn biết trái này trái gì không? Đây là trái nổ. Khi mà mình đụng nước á, nó sẽ nổ bốc. Hồi nhỏ hay hái trái này chơi đó. Bẻ miếng một nắm xuống nó nổ. Bốc. Còn không thì mình ngậm một đầu á, ngậm vô trong miệng á, nó cũng nổ nữa. Em cần có nước là nổ à. Đây mình đem qua đây. Trái này bị lép nè. Đi đây đi. Dấu là trong quá trời. Trở về tuổi thơ. Nấu nó phơi xong rồi mới cắt ra mà phơi héo y hệt như cả cây à. Héo rồi rửa cho sạch rồi cắt ra khúc cái nấu nước lạnh, mà cái này là phải có nước cơm, vậy là phải do cơm. Do cơm hồi ngày xưa mình lấy nước cơm sống, rồi bây giờ lấy nước cơm sống mà ăn đâu có ai được. Vậy là mà chắc nước hả? Chắc nước. Nấu cơm chắc nước hả? Không có lấy cái nước cơm, do nước cơm, lấy cái nước cơm mình mắc lên mình nấu lại với đường. À hồi mỗi lần hồi ngày xưa thì nước cơm chất lượng. Nó tại vì không thuốc nhiều, giờ thuốc men nhiều đúng không? Mày nấu lên cũng vậy à. Mẹ bự hết chất không? Bự bằng tay. Nấu nó đỡ hơn chút xíu thôi. Dưa môn ngọt. Bình bát. Nhớ lại, để nếu mà đợi. Dễ gì cạn? Dễ gì cạn? Bịch thì sao chứ, bịch trong nước vô dữ vậy? Cột mại gì? Cột mại. Mà có nước, có cạn ra vô không? Hay là nước có cạn không? Hay là nó đầy vô hoài? Nói coi thử nước ra vô không vậy? Thấy sao nó không có cạn cũng đâu có lớn đâu mà cái gì hoài. Cắt vô mà. Giờ đổ cái móng. Móng xong rồi cột, giờ đang cột vàng đà để xây đà, đổ đà mới xây lên cho tới đây 5 cục gạch. Vậy là mấy cái ủng hủ rồi mình đổ cát đắp cái lại nữa không? Ừ. Đừng cho con này con kia chung vô. Cái này là nước cơm nha các bạn, nước cơm mình vô á. Nước cơm vô mà mình có pha với nước kia thêm nữa. Chứ để không đủ nước cơm không. Bây giờ mình sẽ bắt lên mình nấu. Để đường với muối cũng y hệt như cái kia mà mày này y hệt như dưa cải à. Mà cái này là mình có chỉ nước cơm hai cái là nước cơm rồi. Cho nó mặn mặn. Giá đường, như muối mà.
này muối. Không có giá, giá muối nhiêu đường lộn. hai giá đường. Hỏi lộn mà hỏi vậy. Hai giá đường, giá muối. Giá muối yếu. Ví dụ như miếng nó thiếu ngọt mình châm được thêm. Vậy cái mình rửa cái mình. Bây giờ trong khi mà mình chờ đợi cái môn khơi á cho nó héo là mình đi nấu cái này để cho nó nguội rồi xong mình mới rửa kia nhồi với sắt ra nhồi với muối. Bóp với muối ha. Bóp muối cho giữ rồi xả lại nước sạch. Rồi dắt cho thật gáo mới để vô nhận. Cái này mình làm bằng muối ngứa cũng được đó nè. Muối ngứa ngon hơn. Sao ngon hơn mà? Thì cái này cũng như là nó có cái chất nhất nhớt. Còn muối ngứa không có phải không? À cái kia không có mà nhưng mà cái kia con phải nhồi cho giữ là được. Thôi nó bị ngứa. Hồi ngày xưa để coi ai làm tao không biết phải ngoại không. Mẹ còn nhớ đạp buồn dữ lắm mà nhồi. Nhảy lên đạp luôn phải không? Ừ. Nhồi đạp. Cho nó ra cái chất ngứa đó. Cái này cho sôi lên để mình để nguội. Nước cơm nó có bọt. Môn mình phơi xong mình xem đi rửa. Phơi cho nó héo. Kỳ đó. Tắm cho nó sạch. Này họ chẻ ra nữa hả mẹ? Chẻ ra bóp với muối. Chẻ ra rồi để muối vô nhồi. Nhồi xong cái để nước lã vô xả. Xả cho 2-3 nước thì sạch được. Đầu dắt cho gáo rồi để vô cái. Dắt hết nước luôn phải không? Trong khi chờ mình nấu nước lên đường muối rồi giờ mình đi làm này. Nấu cho nó xong cái mình để cho nó nguội. Mình đi làm này nó vừa. Là làm này rồi là tới nước nguội đó. Chẻ ra nó mà màu thấm. Muối vậy là khoảng bao nhiêu lâu ăn mà? 5 ngày hả? Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi bóp muối. Bóp. Leo dặm mà. Hả? Leo dặm. Thôi. Dặm con phải để vô bao. Nhầu phải nhầu cho xẹp lép ra nước hết trơn đúng không? Ừ. Mình giặt đồ nha. Rồi. Nhờ cái nào bé thao không? Dễ gì. Nhờ cái biết sao không? Phơi nó héo. Rồi có muối nó xèo, thành ra nó không có ná. Xẹp lại bao nhiêu này chắc là làm ăn được hai bữa vậy chứ chưa hết có đã mối đặt rồi đó. Làm nhiều ông thợ làm nhiều nhưng cho ăn với chú thợ. Ừ. Cái chú thợ này chứ. Rồi xong vào tàu giờ để nước lã vô xả 2-3 nước cho nó sạch cái ngâm cái ủ thôi là tàu dắt cho gáo ủ. Giờ giờ mình dắt cho nó nước lạnh ha. Dắt cho nó gáo xong cái để kia nguội nó là ngâm được rồi. Ừ. Đó, gáo gì để gì gáo. Mình mới làm đây cả nhà coi gây ý kiến mình coi làm sao coi thành công không nha. Có ai thêm ý kiến gì không? Ở ngày xưa ngoại đồ ở trển có người này kia làm. Nhớ. Giờ nhiều quá cho nên làm ăn để nó bỏ uổng. Để vô. Vậy cái mình để nước vô. Lấy tấm thớt dằn lên nha. Lấy chuối không mà. Cắt một chốt lấy chuối. Vậy mà không có nhiều chứ anh coi. Tính tao nhiều dữ lắm nha. Rồi cái mình để nước cơm vô. Rồi để nước vô. Cho nguội mới được nha. Cho nó dư đi. Rồi lấy tấm thớt lấy nãy dằn xuống để coi tấm thớt vừa. Rồi cái bình dằn xong để 5 bữa sau ăn. 5 ngày sau. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay nha. Hôm nay thì chỉ có vậy thôi, làm với môn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà. Chào.
Hiện tại thì ngoài trời đang mưa quá trời luôn, và mình mới bắt bé mèo lại về nè. Hôm qua thì nghe con heo á nó chết rồi, không hết hy vọng rồi, cho nên mình lướt Facebook á mình thấy có một bạn này, bạn có chồng rồi mới có thai, rồi cái con mèo này thì mèo nhà đẻ, cho nên không có thai không có chăm được, cho nên mình thấy vậy mình rước bé này về luôn. Mèo nhà người ta nuôi á, cho nên nó cũng an toàn, cũng sạch bệnh, không có sợ bị bệnh bậy này nọ. Rồi thôi mình rước ra luôn. Bé này là mèo lông ngắn, cho nên các bạn nhìn thấy nó bằng với nó bằng số ký với con heo lúc 2 tháng luôn. Con bé này bữa nay là đầy đúng 2 tháng luôn nè, sinh ngày 29 tháng 9. Mèo kiểu như giống mèo lông ngắn, cho nên nhìn nó không có bự bề xề, còn màu thì nó kiểu như màu tabi á, màu sọc sọc gần, là nhìn như con cọp vậy đó. À nhìn sọc sọc gần nè, mới về nó hơi nhát chút, sớm giờ làm quen thì cũng ăn uống rồi như thế, thích chơi này lắm, lâu lâu hơi nhát chút. Mình mới bắt về nhà buổi chiều hôm nay, tối thôi giờ bây giờ là về tới nhà mưa quá trời luôn, giờ vẫn còn mưa. Mình đặt tên bé này là bé ba, cái kia là bé heo là bé hai, không, cái này là bé ba. Đó, thích chơi này lắm. Nãy giờ nào chứ bây giờ thì mình để nó trong cái chuồng luôn, tối thì mình sẽ đem nó vô chuồng cho an toàn, để đi giống như con heo nữa, nó tai nạn cho người ta phiền phức với phần heo mình ấy, con mèo mình nó bị thương rồi bị chết nữa, mất nữa, cho nên thôi mình để vô chuồng luôn. Nè, chuồng cũng rộng rãi, mình có để bên đây một chén nước, bên kia một chén đồ ăn với một cái bàn cào móng, như bên đây là một cái thau cát vệ sinh, với đây là thủ sẵn một cái đấm vải, nhiều khi nó lạnh thì nó nằm, còn không nó nằm trên bàn cào. Bàn cào vừa dỗ để cào móng chơi với phần ấy luôn. Còn gấu của mình thì có một cái chuồng riêng này, tối mình cũng sẽ để vô đó, chứ mình không để thông thả nó đi được. Ban ngày thì mới mốt làm hàng rào xong mình sẽ thả gấu, ban ngày mình thả, ban đêm mình cũng sẽ nhốt vào lại. Dù có hàng rào nhưng cũng sợ người ta quăng bả vô á, người ta bắt không được nhưng mà ta băng chết cũng vậy. Nên tối mình sẽ để cho chuồng hết, ban ngày thì mình sẽ thả ra cho nó tự do nó chơi khi mà mình làm hàng rào xong á. Video ngày hôm nay thì đơn giản thôi, như là 20 con mình ra vườn hái môn, nó chơi kìa, hái môn nằm dưa môn xong á, mình phe với cái nhà là mình mới vừa rước một bé ba về, chị bé ba, các bạn thấy. Nhìn mặt cũng ba gai lắm. Lúc mà mình lên mình bắt thì không dữ lắm, mà nhát nữa. Nhưng mà ăn rất là nhiều nha, sớm về ăn nhiều lắm, đói á. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai nha. Bây giờ trời lúc mưa lúc không mưa, mưa rất là to lắm rồi, phải chơi lắm. Đang nằm ngủ thiêu thiêu mà nghe tiếng cọc kẹt kẹt cái này là ngồi dậy. Gặm một khối căm hờn trong củi sắt. Vậy cho an toàn. Chào bà con đi. Thả. Hai tháng tuổi và 1 kg, nhưng mà các bạn nhìn thấy nó nhỏ hơn con heo lúc mà mới về rất là nhiều không? Tại vì lông nó ngắn, nhìn nó không có bự.